Rồi, bắt đầu chưa? Dạ. Tỉnh ngủ chưa? Nghĩ gì? Nghĩ lao là quan trọng hơn là amphetamine đúng không? Nên là đi làm cũng có phải có một thời gian nghỉ ngơi ha. Nhìn vô những một cái gì đó thì lâu lâu nó chớp chớp cái cũng rất là mệt mỏi. Ra cũng chúng ta đi làm. Đây là một phương cách đích thực viên trung ương, nhưng mà nó sẽ ưu tiên cho cái vùng bị sâu. Như này chúng ta nói, đó là cái liều ha, cái liều thấp thôi, rất là thấp đó, thấp nhất của nó rồi đó. Còn thấp và thấp đến cái mức mà nhỏ nhất đó thì ta dùng trong cái khai vị, Nhưng mà nếu mà thấp vừa phải ha, thì chúng ta sử dụng một cách là ưu tiên trên bị sâu. Rồi nếu mà cao hơn, chúng ta biết đó là chất gây co giật toàn thân nên tác động hoàn toàn lên bộ não, gây một sự co giật ha, có thể là gây tử vong, là do nó gây ngạt thở ha. Thì ở đây chúng ta sẽ coi cấu trúc đó như thế này, rất là phức tạp. Người trong thiên nhiên ta biết là các cái chất này tạo thành trong tự nhiên đó thì vô cùng phức tạp, rồi người ta thấy tổng hợp được nó nhưng mà nó sẽ rất là tốn kém. Như vậy đối với cái nguồn strychnine đó là nó liên kết từ nhiều cái chính chứ nó không có phải có một phần nào là có tác giả không toàn phần rồi nó khu cái đó là post word là tổng hợp bằng chất mẹ. Như ông đây là một cái nhà tổng hợp các cái tự nhiên thì chúng ta biết là cái thời điểm đó các nhà khoa học cũng rất là quan trọng, hồi xưa bây giờ thì mình hay nói là dùng các phổ trong phân tích hồi xưa đó thì ở đây chúng ta có là cấu trúc cái số đó, số 1 thì chúng ta có thể bắt là số 3 là đúng không, số 3 chúng ta được đây này, chúng ta có thể 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 gì đó thì cái bước sau nó ra cái số là 17, 19, 21 cái gì đó. Tuy nhiên là tính vậy thôi, không ai yêu cầu chúng ta phải để lại cái tham số làm gì cả, không được đầy đâu. Rồi, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ thấy thế này ha, đây là một cái amin, do vậy thông thường người ta thường đã muốn để những cái mắt của các em luôn đã cũng thấy được giờ vì sao dưới cái giờ muốn đó nó bền vững hơn, dễ dàng sản xuất cái dòng điện thế của nó ha. Và đặc biệt là cái gì tính tan của nó còn muốn là cao nhất đó, càng tốt hơn nước. Cho nên cái sản phẩm nào chúng ta làm mà nó không tan nước đó, thì rất là khó khăn trong bảo chế. Cho nên là những nguyên liệu tiềm năng sản xuất và các dạng muối được phát triển thành nhiều dễ hòa tan để ta làm các dạng bảo chế. Còn nếu không đó thì hiện nay chúng ta có một kỹ thuật đó là phối hợp với các cái dạng xuất của cyclohexin chẳng hạn như là hydroxy, cobin, hydroxy, cobin, beta cyclohexin chẳng hạn như vậy đó. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai cái dạng xuất khi mà đi chất nó từ cái hạt đã tiền thì có một cái gọi là glucin và một cái là strychnine. Trong khi glucin không có sử dụng thì strychnine sẽ được sử dụng, thì bắt đầu cần có sự phân biệt hai cái ha. Một cái là y như vậy hết chỉ có một nhóm thêm cao thôi, đó là nhóm methoxin. Ở đây ha, methoxin sẽ bao bộ còn nghĩa là phía sau vẫn là hoàn toàn đó ha, vẫn là hoàn toàn. Rồi. Đây là cái hạt mã tiền, cái này nó phân phối ở trong cái hình như là trong trung bộ tới cao nguyên. Hồi trước cái trường chúng ta có cái sở y tế của Galen Trung đó, họ thường là chuyển các hạt mã tiền họ thu ở trên đó hay phía này thì khu biệt biệt đó sẽ là cái xưởng để mà cái xuất thể strychnine ra tinh thể, rồi cái đó thì xin mình luôn. Nhưng mà bây giờ nó nằm nữa, không biết là vì sao nữa, mình có lẽ là không tin tên, hoặc là cái sử dụng của không nhiều, hoặc là cái nguồn đó đã hết, hoặc là sau bây giờ còn nữa. Chúng ta nhớ là chúng ta có những cái chế thuốc rất tốt là như là những cái gì này, hoàn toàn để mà ngăn không đang khác, đã có spectrin đó, chúng ta triệt phá hết cái đường đường trong não bộ giết xong hết rồi. Tới miền Trung mình lên tất cả những chiếc xong rồi, bây giờ chúng ta phải mua lại các nguyên liệu Trung Quốc, chúng ta xuất hàng lên cũng bao nhiêu mua nhé, và nó xuất khô không à, là xong xuất khô xong giờ tinh chế bán lại chúng ta phải dùng trong cái đoạn đó là cái gì, tức là đường vôi, cái gì đường vôi không học gì như vậy là đường vôi, trong đường vôi đó nó có một cái thành chất là rotulin nha, rotulin là cái chất an thần và nó là cái tiền đủ. Như vậy chúng ta các cái núi
dân vô phía Bắc á, thì ta là đi trồng cái miền thôi, nhưng mà biết như thế nào mà ta cũng xài có một người và rồi cuối cùng đi chúng ta cũng nhập cái đồ tư nhân từ phần lớn như cái nguyên liệu cái sản xuất ra các chế phẩm đồ tư nhân từ ra nguyên đủ đó là được chúng ta muốn và học được những cái trồng cái miền thôi chứ không học trồng gì cả không học trồng những cái nhân nó phức tạp lắm. Thì như vậy chúng ta thấy là hay các dược liệu nhưng mà không có nguyên động có là một điều cho nhau. Bây giờ nếu mà so sánh đó, trong cái phân biệt đó, glucin với là sweetin đó thì tất cả những phản ứng khác thì chúng ta bỏ qua đi. Tự nhiên là cái gì một phản ứng phân biệt không? Cái còn về phản ứng là cái thơm nữa là cái gì chúng ta hiểu đúng. Qua đây chúng ta có phân biệt là đây. Cái phản ứng phân biệt là phản ứng tác động cái acid khi bị động đạo. Cách kia thì cái gì đó là điện đô theo cây. Còn đây chúng ta có một phản ứng phân biệt rất là quan trọng đó. Tại sao phân biệt glucin với là sweetin thì người ta cho tác dụng với acid lipid động đạo, thấy không? Thì giờ thế như thế này, cái cách là acid lipid động đạo đó nó sẽ hủy phân, tức là nó phân hủy đó trên cái nhóm C3O, cái này C3O này cắt ra tạo ra tiêu lại cái gì? Nếu C3O này cắt ra tạo ra cái gì? Tạo thành có hai người đó, thấy không? Như vậy với oxin khi tiếp cận tiếp xúc với acid lipid động đạo hay đường video như ngày đi lại đấy nha, thì nó sẽ cắt cái nhóm C3 khỏi cái phân tử đó và tạo ra đó là hai cái nhóm OH, đúng không? Acid vô cơ acidic động đặc nó có vai trò thủy phân tử và là cái base reaction về cái phân tử và là tạo ra một phân cắt á, như là những acid khác cũng được hoặc là acid hydro bromic thì acid động như vậy cho acid hydro bromic thì lại nó cũng là được, đúng không? Như vậy nó sẽ cắt vỡ và tạo thành khác nó có hát thì đâu cũng chưa có gì thay đổi cả. Nhưng mà chúng ta nhớ lại đó, acid lipid ngoài cái tác động qua nitron hóa qua cái acid lipid còn thêm cái tác động gì nữa được một cái tác động của acid lipid nữa tác động gì oxy hóa nữa à tác động oxy hóa nữa thì bạn OH thay đổi bị oxy hóa thì ra cái gì ketone à ketone chúng ta là oxy ketone và oxy ketone nó bao cái gì ạ? Nó có một từ hồng sang màu đỏ, đúng không? Vì cái nồng độ, vì số nhóm của nó thì biến thành màu đỏ. Như vậy, khi cho glucin và ứng với acid lipid động đạo thì diễn biến như sau: thủy phân tạo thành OH tự do, OH tự do, oxy hóa tiếp nữa tạo thành các dạng số kilo. Như là khi biến kilo, các vị nhớ là O-kilo ngoài đúng không? Và các kilo đó nó có cái màu đỏ. Để phân biệt cái splitting có phản ứng không? Không. Bởi vì splitting nó không có nhóm C3O thì đó thành ra là không có phản ứng. Đó là phản ứng phân biệt. Vì mai mốt các vị lên dược liệu, các vị sẽ làm phản ứng này và các vị sẽ giải thích được thì đó. Còn các phản ứng khác thì bỏ. Thấy không? Còn nếu như mà ai muốn giải thích thêm đó là cái phản ứng của khi dung sôi splitting với vanillin trong acid sulfuric đậm đặc ra các acid thì nó sẽ cho một cái hồng. Thì nếu trong acid mà chúng ta dung đó thì nó sẽ phân hủy với một bề tạo thành nhân indo và trở lại một nhân indo. Thì khi mà có nhân indo tự do thì chỗ này nó còn chống xe hay chống bị động ra do nó nằm ở phía bên trên thì nó sẽ hay bị động và xe hay bị động thì nó ngưng tụ cái aldehyde ở trong cái vanillin và nó tạo ra những cái hợp chất nó có cái đường liên hợp cho nên nó sẽ có cái màu nhưng mà coi như nó phức tạp nha phức tạp để ra chúng ta nhớ là tuy là chúng ta cũng biết chúng tôi và chúng tôi là một cái màu bên đây ngưng tụ với một màu trắng nó đi ra và chúng tôi nó phải cắt cái màu ra ha và các cái gì đun trong glycerin có acid thì sulfuric trở nên phân hủy và sau đó nó có ngưng tụ với vanillin. Vanillin là nó an tĩnh yeah. Oxy đó lấy hai viên vô một cái phức tạp bỏ đi ra. Tức là nếu như cái phân tử này là phân tử splitting phương pháp thì theo các vị định lượng bằng cái phương pháp nào từ một phương pháp nào môn trường kem thì nó có nguyên tơ đúng không nhưng mà có lúc
sulfurita asid sulfurita yang terdapat dari getting bakteri asid pada sangat ya. Còn những cái chất khác ví dụ như là với công thức như thế này thì đó có thể là bị tủy phân trong quá trình kìm cắt chỗ này ra sâu ra và khi cắt ra nhưng mà trong cái kìm là acolas sau đó là acid biết đó thì nó không đủ tạo cái chỗ này đó thì sẽ tạo ra những cái rất là vỡ này không bộ không bị khó hiểu rồi thử hóa lắc tam lắc tam chỗ nào lắc tam là lắc tam tức là vỡ khi nó cắt cái nội khi thử hóa thì sẽ là thành acol này. Rồi các bạn cái phản ứng một phản ứng mà đưa một chất halogen vào đây là một cái loại kim loại nitơ và các bạn cái bên hen đó thì nó xảy ra theo cái trình tự là đưa vô vô cũng được được không nhưng sau cái này không biết gọi là nhau cùng nữa nhưng còn nhớ là cái phản nhớ là stin có thể tham gia nhiều loại thứ khác nhau từ trong đó có một cái nhóm chất lắc ta như là lắc cao có thể bị vi phân trong môi trường truyền sẽ khi chúng ta bùng phản lên đúng không? Hoặc là chúng ta có thể sử dụng các phản ứng khử hóa và khi kẽm trong người axit cũng có vấn đề các cái đôi có thể tác động được cho các cái bộ qua được các cái gì đó. Chỉ quan trọng là cái phản ứng trong việc pushing với lại speeding này. Rồi, thế bây giờ chúng ta nói tác động ưu tiên trên khu vực thủy sống cho nên là gì? Tác động chọn lọc với điều kiện là gì? Nó sử dụng ở cái đường chọn cho nó nha. Chứ nếu mà nó thì cái đường khác đi cái đường chúng ta đó chọn lọc đó thì nó sẽ không còn chọn lọc nữa. Cái điều đó chắc chắn rồi. Ở cái đường thấp đó thì sẽ kích thích sự tiêu hóa và tăng tiết lượng tiêu hóa làm cho nó cảm giác ăn ngon. Chúng ta đã được thay vị lên theo công thức khoảng 1.000 hoặc 1.000 cái lần đầu đó. Như vậy nó được hai vị đó là chúng ta uống thì 1-2 ly để chúng ta làm cái con nguyện một chút ra chúng ta hút cho một sĩ đó là có thể là không rõ gì ăn cô nó được ta lọc hoặc bởi cái cách là đường ví dụ như thế như là đường canh phi đa thì cũng là đường hai vị không và đường canh phi đa thì cũng rất là an toàn nên là đường có xuất đi thì xuất đi là nó phù hợp với tài sản nha. Như vậy có cái cách là cái cách điều hành rồi ở trong cơ thể đó sự cao độ nhất trong cơ thể cũng là một cơ quan trình độ đồng hóa trong quá trình đồng hóa đây quan trọng nhất và đang cần là kích thích phản xạ tăng các cái hoạt động của cơ đặc biệt là các cái chi nha các cái chi do vậy những đường nhiều cơ của các cái chi đó các chi các cơ vận động đó thì đây là cái gì những người mà nhiều cơ đó các người thấy là tay đi có họ là nhấc lên xuống hoặc cầm các một cái gì đó mà thật yếu lắm cơ thấy gì cũng to nhưng mà khi mà nó khỏe cầm từ gì mà nó do cái phá sản là khi cơ nó tốt đó là sử dụng xuống đi là để tăng cường cái khung dự cơ ra ngoài ra nữa là chúng ta thấy là chị cái dòng chứ còn các bạn nhưng dự cơ thì tư liệu chúng ta hiểu được và đang cái dòng nó cũng hiểu được tức là những làm cho tăng cường cái hoạt động của cơ cân và quan đó. Rồi cái hai đó gì khi mà cái bàng quang nó đầy đó thì nó sẽ mở đúng không, nó sẽ mở thì đương nhiên là chúng ta sẽ có hoạt động của chi phối thần kinh của con người đó. Cho nên cái chúng tôi bảo là mở thì nó mở còn mở không mở thì nó không mở đúng không, nhưng mà cái trường hợp nó suy yếu rồi chúng ta bảo được thì nó cứ vẫn mở ra nên là nó nhìn thấy được là bây giờ là không kiểm soát, cái tiểu không kiểm soát được ha. Như vậy là nó sử dụng cái tiền lệ được. Ở liều cao hơn cây cao dần. Đấy, như vậy ha. Rồi, bây giờ chúng ta chấp cái phần rút kích thích trên là cái chữ